để hiểu Kitô giáo. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người, và cho dù chúng tôi đã được biết đến Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.